Sau khi thủy điện Hòa Bình xả lũ, nhiều lồng cá nuôi trên sông Đà của người dân ở huyện Thanh Thủy, Phú Thọ bị ảnh hưởng và chết hơn 10 tấn cá. Theo ông Nguyễn Trọng Luyện, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Thủy, Phú Thọ cho biết, sau khi hồ thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy thứ hai từ ngày 2 tháng 10, nhiều lồng cá trên sông Đà thuộc địa bàn hai xã Thạch Đồng và Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy đã xuất hiện hiện tượng cá chết. Hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu từ sáng ngày 4 tháng 10 đến nay vẫn đang tiếp diễn. Qua thống kê ban đầu, số lồng cá bị thiệt hại là trên 20 lồng, với tổng số cá chết đến nay trên 10 tấn, ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Theo ông Luyện, ngay sau khi xảy ra hiện tượng cá chết, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thạch Đồng, Ủy ban nhân dân xã Xuân Lộc cũng như các hộ nuôi cá kiểm tra, nắm bắt tình hình để triển khai các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra. Đồng thời, hỗ trợ và yêu cầu người dân chủ động vệ sinh làm thoáng mặt lồng nuôi cá, chắn bạt, di chuyển lồng vào những khu vực an toàn, hạn chế dùng nước, thường xuyên theo dõi sức khỏe của cá để có biện pháp xử lý kịp thời. Ông Luyện cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến cá bị ngộ độc. Kiểu nó bị mất hết nhốt trong nhốt này.